PS. Xếp hạng thấp là vì số lượng bình luận thấp. Tin tôi đi. Mau xuyên vì bột lon cùng một năm chính, tính cách hay thay đổi, đoàn sủng hảo mang thai sinh tử viên mộng, trong lúc tô dược hấp hối, tổ tông dùng công đức cả đời, đánh bài thua đem nàng áp cho người khác, đổi cho nàng một tia sinh cơ trói định hệ thống viên mộng, hoàn thành nhiệm vụ nàng mới có thể ở trong cuộc sống hiện thực chữa trị thân thể trách nát. Từ đó mở ra con đường viên mộng cho người ta. Tô dược cảm tạ ân đức tổ tông thập điện Diêm Vương. Ngươi xác định muốn cảm tạ. Chương một Vương gia, ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ 4. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ 5. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ sáu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ bảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ tám. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ chính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Vương gia ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ 10. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.